Xin chào anh em đã quay trở lại với X Studio. Và như thường lệ thì đây là bản tin X News ngày 27 tháng 8. Và trong ngày hôm nay thì sẽ có các nội dung chính ngay sau đây. Thông tin đầu tiên của ngày hôm nay: Huawei Mate 30 Pro chính thức có camera như Lumia 1020. Một nguồn tin trên mạng xã hội Weibo mới đây đã tiết lộ các hình ảnh chính thức của chiếc Huawei Mate 30 Pro. Theo đó, điểm nhấn chính của sản phẩm là thiết kế với cụm camera chính với 4 ống kính được lồng vào trong một khung tròn rất lớn ở chính giữa, mang cảm giác gợi nhớ đến chiếc Lumia 1020 huyền thoại của Nokia trước đây. Các thông tin cho biết cụm 4 camera này sẽ bao gồm một camera chính, một camera góc siêu rộng, một camera tele và một cảm biến 3D dạng time of flight. 4 camera này vẫn được xếp thành một cụm hình tròn ở phía sau máy, trong khi đó cụm đèn flash khá lớn sẽ được đặt ở bên cạnh và có vẻ là đèn flash xenon. Điều này đồng nghĩa rằng khả năng chụp thiếu sáng của Huawei Mate 30 Pro sẽ rất mạnh. Bên cạnh đó, Mate 30 Pro cũng được cho là sẽ có nhiều cải tiến lớn về cảm biến camera. Rất có thể nhà sản xuất sẽ dùng tới hai kích thước cảm biến khác nhau, bao gồm cảm biến 1:1.55 inch cho camera chính và 1:1.7 inch cho camera góc rộng. Ống kính tele sẽ có khả năng zoom quang 5x hoặc là 10x. Ngoài ra, cụm camera này cũng sẽ có sự tham gia của Leica như nhiều sản phẩm Huawei trước đây. Mate 30 Pro dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 6 tháng 9 tới và là smartphone đầu tiên sử dụng chip Kirin 990 của Huawei. Giá tham khảo của sản phẩm được cho là lên tới hơn 1.000 đô la. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, iPhone đối mặt với nguy cơ bị cấm bán ở Mỹ với lý do lãng xẹt. Theo Wall Street Journal, công ty gia công chip Global Foundries đã cáo buộc TSMC, nhà sản xuất chip OEM lớn nhất thế giới, vi phạm 16 bằng sáng chế. Đơn kiện được đệ trình tại nhiều địa điểm, bao gồm Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ ITC, Tòa án quận Liên bang Mỹ tại quận Delaware và quận Tây Texas, cùng tòa án khu vực The Sur và Mahan ở Đức. Trong đơn kiện, Global Foundries cho rằng TSMC đã sử dụng các quy trình sản xuất 7 nanomet, 10 nanomet, 12 nanomet, 16 nanomet và 28 nanomet trái phép. Những sản phẩm được sản xuất trên quy trình này hiện chiếm hơn 50% doanh thu cho TSMC. Phía nguyên đơn muốn bị đơn đền bù thiệt hại bằng tiền mặt lên tới hàng tỷ đô la, cũng như là cấm các thiết bị vi phạm sáng chế nhập khẩu vào Mỹ. Có 20 công ty bị cáo buộc sử dụng sản phẩm mà TSMC vi phạm, bao gồm các doanh nghiệp công nghệ tự thiết kế chip nhưng không có nhà máy để sản xuất chúng như là Apple, Broadcom, MediaTek, NVIDIA, Qualcomm và Siemens. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất thiết bị công nghệ như là Arista, Asus, BLU, Cisco, Google, Hisense, Lenovo, Motorola, TCL và OnePlus cũng có liên quan. Được biết, ITC sẽ thông báo điều tra trong vòng 1 tháng kể từ khi nhận khiếu nại và phán quyết cuối cùng được đưa ra sau 15 tháng. Trong trường hợp phát hiện Global Foundries bị xâm phạm sáng chế, ITC có thể ban hành lệnh cấm nhập khẩu thiết bị vi phạm vào Mỹ. Như vậy, nếu bị cấm, Apple sẽ là một trong những công ty chịu thiệt hại nặng nhất, bởi hầu hết chip trên iPhone, iPad đều do TSMC sản xuất. Bên cạnh đó, các sản phẩm Android chạy chip Qualcomm cũng ảnh hưởng nặng nề. Quả này thì đúng là hai công ty chip húp nhau, iPhone ở giữa lãnh đủ. Và thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, ý tưởng Galaxy Fold Edge với màn hình cong 5D. Samsung là một trong những nhà sản xuất tiên phong với công nghệ màn hình cong. Trong suốt một thời gian dài, công ty Hàn Quốc đã nổi bật với nhiều loại tấm nền màn hình khác nhau, từ cong cạnh, cong nhẹ, rồi thì cong cả mông, như một video gần đây của X Studio đã đề cập. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Samsung rất có thể trình làm một điện thoại cong hoàn toàn mới, với viền cong tràn cả 4 cạnh. Ngay lập tức, kênh YouTube nổi tiếng về render là Android Leo đã thử phác họa ý tưởng này với một bản thiết kế mang tên là Galaxy Fold Edge. Theo concept, điện thoại tiếp theo của Samsung sẽ có màn hình cong tràn 4 cạnh, hay còn gọi là màn hình 5D. Các chi tiết kỹ thuật thông dụng như là camera trước, cảm biến vân tay đều tích hợp dưới màn hình 6,8 inch. Máy có 4 camera ở mặt sau. Tuy đây chỉ là concept của nhà thiết kế, nhưng một số trang công nghệ khẳng định Galaxy S11 hoặc S12 có thể sẽ hiện thực hóa ý tưởng này nhờ màn hình không còn tai thỏ, nốt ruồi hay giọt nước, do Samsung đã tìm ra cách đưa camera và các cảm biến xuống bên dưới màn hình. Do đó, dù vẫn còn mang đậm chất viễn tưởng, nhưng chiếc Galaxy Fold Edge này không phải là không thể trở thành hiện thực. Vừa rồi cũng là tất cả những thông tin mà bản tin X News muốn gửi đến cho các bạn trong ngày hôm nay. Đừng quên bấm like và subscribe để luôn đồng hành cùng X Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.